Chiều ngày 18 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lang Chánh. Cùng tham gia có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, đại diện các ban ngành cấp huyện. Đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lang Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Bác. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà thương binh 52% Lê Văn Mốp, thôn Tân Phong, xã Tân Phúc, thương binh 21% Nguyễn Văn Cao, khu phố Triển Ban 1 và vợ liệt sĩ Lê Thị Huấn, khu phố Giáng, thị trấn Lang Chánh. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành những gia đình gương mẫu, tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lang Chánh tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.